Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Ca sĩ Tâm Đoan, một giọng hát ngọt ngào trong làng nhạc hải ngoại thập kỷ năm 2000. Tâm Đoan là một ca sĩ nổi tiếng trong làng nhạc hải ngoại thập niên năm 2000. Sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, cô thể hiện giọng ca ngọt ngào và tài năng âm nhạc của mình với sự nỗ lực và đam mê. Tâm Đoan là một ca sĩ nổi tiếng trong làng nhạc hải ngoại thập niên năm 2000, sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Cô thể hiện giọng ca ngọt ngào và tài năng âm nhạc của mình với sự nỗ lực và đam mê. Tâm Đoan đã trở thành một trong những ca sĩ hàng đầu trong ngành công nghiệp âm nhạc. Cô đã hát nhiều bài hát nổi tiếng và được yêu thích như Lỡ Theo Đời, Để Tôi Du Đi Mất, GP phần làm nên thành công của làng nhạc Việt. Trong số những ca sĩ hải ngoại trưởng thành trong thập niên năm 1990 đến năm 2000, Tâm Đoan là nữ ca sĩ nổi tiếng. Cô yêu mến không chỉ bởi giọng hát ngọt ngào, truyền cảm mà còn bởi đời sống cá nhân sạch, không có tai tiếng nào. Ca sĩ Tâm Đoan bị tai nạn giao thông ở Mỹ. Ca sĩ Tâm Đoan chia sẻ với bị tai nạn giao thông hồi giữa tháng 7. Chị lái xe Mercedes đưa con gái ra đường. Vừa đỗ ở làn chờ giữa Traffic Island thì bị một chiếc xe tông thẳng bên hông. Cú tông khiến xe của ca sĩ bị hỏng nặng, biến dạng phần sườn trong một thoáng. Tâm Đoan tưởng đó là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Sau khi nhập viện, kết quả chụp MRI cho thấy màng xương sống lưng, cổ và bả vai trái bị rách 6-9mm nhiều vị trí, vài vết rách khá lớn. Từ đó đến nay, Tâm Đoan vẫn chịu cơn đau kéo dài mỗi khi cử động, thở mạnh. Chị hồi phục chậm, trong khi con gái chỉ bị thương nhẹ. Ổn định sau một ngày, ca sĩ Tâm Đoan tên thật là Huỳnh Ngọc Tâm Đoan, sinh năm 1977, tại Thủ Dầu Một, Bình Dương. Cái tên Tâm Đoan của nữ ca sĩ được mẹ cô đặt theo tên, một loài hoa màu tím rất đẹp nhưng hiếm gặp vì 3 năm mới nở một lần. Và mẹ cô đã có dịp may mắn nhìn thấy khi đi dạy ở vùng rừng núi Tây Nguyên, trùng hợp là khi lớn lên. Tâm Đoan từng bộc bạch rằng cô rất thích màu tím, lavender tím nhạt hay tím hoa cả. Gam màu gắn liền với tên gọi của mình. Tâm Đoan là chị cả trong gia đình, bên dưới còn có hai người em đều đang theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Một trong số đó là ca sĩ hải ngoại Vincenza, tên thật là Huỳnh Ngọc Nhã Yến, dù không phải là nghệ sĩ. Cha mẹ Tâm Đoan đều là những người yêu nghệ thuật và hết lòng ủng hộ con cái theo nghệ thuật. Vì vậy, ngay từ nhỏ ở Việt Nam, Tâm Đoan đã được cha mẹ cho theo sinh hoạt văn nghệ trong đội văn nghệ của nhà thiếu nhi. Từng được chọn tham gia chương trình tiếng hát măng non trên đài phát thanh tỉnh Sông Bé, nay là tỉnh Bình Dương. Khi được khoảng 11 đến 12 tuổi, Tâm Đoan được học thêm mandolin và guitar. Năm 1987, cha Tâm Đoan đến Canada. Hai năm sau, ông làm thủ tục bảo lãnh cả gia đình sang cùng. Trong thời gian học phổ thông tại Canada, Tâm Đoan có khoảng 1 năm học thêm về clarinet trong trường cấp 3, một loại nhạc cụ được mệnh danh là vua kèn gỗ, có âm thanh trầm bổng rất hay. Tuy nhiên, theo lời kể của Tâm Đoan, mặc dù ham thích tìm hiểu và đã theo học khá nhiều loại nhạc cụ, nhưng mỗi thứ cô chỉ học chút ít cho vui, chứ không hề giỏi bất kỳ loại nhạc cụ nào. Năm 1997, khi vừa tròn 20 tuổi, Tâm Đoan may mắn được nhạc sĩ Tích Hà giới thiệu với Trung tâm Vân Sơn. Khi trung tâm này đang cần một giọng ca trẻ để làm mới các sản phẩm âm nhạc của họ, lần đầu tiên Tâm Đoan bước lên sân khấu chuyên nghiệp là chương trình Vân Sơn số 7 năm 1998, trước khoảng 3.000 khán giả. Tâm Đoan trình bày ca khúc Tấm Ảnh Không Hồn và nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng của khán giả có mặt tại Đại Hí Viện. Sau đêm diễn thử khá thành công này, Tâm Đoan được Trung tâm Vân Sơn mời ký hợp đồng cộng tác chính thức, thời gian đầu mới ra mắt. Tâm Đoan thường xuất hiện, song ca cùng nam ca sĩ Quốc Dũng, sau sang Trung tâm Thúy Nga thì đổi nghệ danh thành Duy Trường. Từ giờ thành đôi song ca trẻ hát nhạc vàng, rất được yêu thích của Trung tâm Vân Sơn. Tâm Đoan đang có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng và hai công chúa nhỏ. Ngoài ca hát, Tâm Đoan còn làm host của chương trình Cô Mang Tên Cô và làm chủ một hãng mỹ phẩm. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên chồng con trên mạng xã hội. Chia sẻ với ông xã, Tâm Đoan từng tiết lộ chồng cô không hề biết ghen. Cô nói, bản thân ảnh cũng là ca sĩ, nhưng khi hai vợ chồng lấy nhau cam kết mình thương con mình, không muốn con lớn lên trong gia đình, thiếu sự có mặt của ba và mẹ, thì anh hy sinh đam mê mà tập trung vào việc kiến trúc sư để không đêm nào con thiếu cả bố lẫn mẹ. Cho Tâm Đoan yên tâm đi sâu và tiếp tục niềm đam mê của mình. Ở tuổi 43, Tâm Đoan vẫn xinh đẹp, trẻ trung và mang nét đẹp đằm thắm, đậm chất Việt.
cô lại chọn lối sống kín đáo. Vui vẻ và chưa từng có tai tiếng, vẫn miệt mài theo đuổi sự nghiệp tại Mỹ. Tâm Đoan từng chia sẻ, nếu nhận được lời mời làm giám khảo tại Việt Nam, thì cô sẽ nhận lời ngay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.